Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Gì. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Gì sẽ giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm áo polo hàng vừa mới về, đồng giá sẽ là 180k trên một sản phẩm, và quý anh chị chúng ta mua hai sản phẩm giá chỉ còn là 300k, và tất cả toàn bộ các sản phẩm sẽ được free ship trên toàn quốc. Các bác ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Gì tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Gì là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và quý chị nào chúng ta chưa biết thì sành Đồ Gì là một shop chuyên về các mặt hàng đồ gì hàng hiệu. Các bác chúng ta hãy cùng đến với các sản phẩm trong buổi live hôm nay. Và sản phẩm đầu tiên nhà sành Đồ Gì được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo polo. Em này sẽ là một con áo tông màu xanh than. Bác nào yêu thích những cái phong cách tối giản, những cái tông màu trung tính thì các bác có thể lựa chọn em này. Đây sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Top Ten. Đây là một thương hiệu nội địa của Hồng Kông. Ở cái dòng sản phẩm này thì cái chất liệu của nó sẽ là cái chất vải cốt tông. Em này thì các bác mặc trong mùa hè hết sức là ok luôn, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã của mình sẽ là A210, chiều dài là 77 này, ngang là 55 và vai sẽ là 46. Sản phẩm có size XL, quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg thì các bác có thể là lựa chọn được cái sản phẩm này. Các sản phẩm ngày hôm nay thì sẽ có size từ size S, M, L, XL. Nói chung là đa dạng tất cả các size này, là các bác chúng ta cứ theo dõi từ đầu đến cuối để các bác có thể lựa ra những cái sản phẩm nào cho nó phù hợp với cái cân nặng cũng như là cái số đo vóc dáng của mình. Đối với em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ nhà Top Ten này, và mã sẽ là A210. Độ mới sản phẩm cực kỳ cao luôn. Bác nào mà yêu thích những cái thiết kế xuông chơi đơn giản thì các bác lựa em này mặc đi chơi đi làm thì cũng rất là ok. Còn chúng ta sẽ cùng sang với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một cái thiết kế với độ mới còn cực kỳ cao này. Em này phải nói là một sản phẩm còn như mới luôn. Mã của mình sẽ là A211, chiều dài là 70, ngang là 64 và vai là 46. Sản phẩm có size 2XL. Với sản phẩm này quý anh chị chúng ta từ 75 đến 80kg các bác bon chen thoải mái luôn, vì là cái form của em này nó sẽ là thiết kế form suông rộng rãi này. Tông màu của em này sẽ là cái tông màu xanh, lại gần để cho các bác chúng ta coi kỹ hơn cái tông màu của sản phẩm. Ngực áo thì sẽ là một cái phần logo, nó sẽ là cái logo đính ở bên trên này. Chất lượng rất là đảm bảo nên là quý anh chị chúng ta yên tâm, không bao giờ lo là cái logo của mình nó bị rơi bị hỏng được đâu. Và cái chất liệu của em này cũng là cái chất vải rất là mềm mịn này, thấm hút mồ hôi tốt, và các bác yên tâm là chúng ta giặt thoải mái, không bao giờ lo cái chất liệu của mình nó bị bay bị nhăn bị xù. Em này cực kỳ phẳng phiu luôn, không sợ cái chất liệu bị nhăn. Đấy, các bác có thể thấy là cái em này sẽ là một chiếc áo không nhăn, quý chị chúng ta mặc những cái sản phẩm như này cực kỳ thích luôn. Và đây sẽ là một thiết kế của nhà Ivy Club, cho các bác chúng ta coi kỹ một chút tem mác của sản phẩm. Mã sản phẩm này sẽ là A211. Quý chị nào chúng ta yêu thích cái tông màu xanh thì các bác có thể lựa chọn em này. Với cái tông màu này mặc nó cũng rất là trẻ trung thôi, và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Quý chị có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm nó rất là ok luôn. Form dáng của mình thì lại là cái thiết kế form suông cực kỳ rộng rãi này. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm áo với tông màu hồng. Em này thì sẽ là một thiết kế đến từ nhà Ozen. Đây là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Các bác chúng ta coi kỹ một chút tem mác của sản phẩm để thấy rằng là toàn bộ các cái mặt hàng nhà sành Đồ Gì đều là hàng chính hãng hết, nên là các bác chúng ta yên tâm chúng ta lựa chọn. Đây, bên trên ngực áo thì sẽ là một cái phần thêu logo của thương hiệu Ozen. Em này cũng là một con áo còn rất là mới luôn. Đa số các sản phẩm ngày hôm nay độ mới cực kỳ cao, vì là toàn bộ các mặt hàng thì đều là hàng mới về hết, và nhà sành Đồ Gì đã tuyển chọn cũng như là xử lý qua rất là cẩn thận rồi. Và cái sản phẩm này thì sẽ là cái thiết kế suông chơi này, nó sẽ là một sản phẩm với tông màu hồng nhạt, nên là các bác yên tâm là mặc cũng rất là đơn giản dễ dàng. Các bác có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm cũng rất là ok. Em này thì sẽ lại gần một chút cho các bác coi cận chất sản phẩm này. Chất liệu nó có cái độ dày dặn vừa phải, vừa đảm bảo cho quý anh chị là lên form dáng chuẩn chỉnh này, vừa đảm bảo là mặc rất là mát mẻ để các bác có thể lựa chọn mình mặc trong mùa hè năm nay. Có độ mới thì rất là cao rồi, và mã của sản phẩm sẽ là A212. Các bác chúng ta cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa cho em này. Thông số như sau này: chiều dài là 75, ngang là 49 và vai sẽ là 41. Và ở phía bên tay trái màn hình của quý chị thì nhà sành Đồ Gì cũng ghi lại toàn bộ mã hàng cũng như là các cái thông số của sản phẩm ở bên trên rồi, nên là quý chị chúng ta có thể chủ động chúng ta theo dõi lại để các bác có thể lựa ra những sản phẩm sao cho nó thật vừa vặn với số đo của cơ thể. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo tông màu đỏ này. Em này sẽ là một con áo màu đỏ tươi. Các bác nào mà chúng ta muốn mặc những cái màu sắc nổi bật một chút thì các bác có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mã của em này sẽ là A213, chiều dài là 88, ngang sẽ là 62 và vai sẽ là 47. Ở với sản phẩm này thì sẽ là size 2XL. Quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh 75 đến 80kg thì các bác có thể là lựa chọn cái sản phẩm này luôn. Có cái form dáng rất là rộng rãi này, em này sẽ dành cho quý chị nào chúng ta đang tìm kiếm những cái sản phẩm áo big size thì các bác có thể lựa chọn này. Ở bác nào chúng ta người hơi động đà một chút, các bác lựa những cái sản phẩm rộng rãi như này mình mặc lên nó rất là đẹp, lại còn thoải mái dễ chịu cho mình.
Vì em này thì cũng là một sản phẩm đến từ American Eagle. Đây là một thương hiệu của Mỹ này. Ở cái tên thương hiệu cũng như là logo thì nó sẽ in hết ở cái phần cổ áo như thế này. Các bác về chúng ta có thể là check lại luôn. Và ngực áo thì cũng có cho quý anh chị một cái hình thêu. Đây sẽ là thiết kế hình thêu logo của thương hiệu. Mã sản phẩm là A213. Chất liệu cái này cũng là chất vải cotton, rất là mềm mịn và cũng rất là thấm hút mồ hôi tốt để các bác chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo tông màu xanh da trời này. Ở mã của em này thì sẽ là A214, chiều dài là 69, ngang là 58 và vai là 48. Size của sản phẩm sẽ là size XL. Với sản phẩm này thì các bác từ 70 đến 75kg là có thể là vừa vặn thoải mái với em này rồi. Cũng với cái thiết kế form suông, cái màu sắc của em này cũng là cái màu sắc trẻ trung năng động này và cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Vì là cái thiết kế của mình nhìn chung thì nó cũng là những cái thiết kế trơn đơn giản thôi, không có quá nhiều họa tiết ở bên trên nên là các bác chúng ta yên tâm mình phối đồ thoải mái này. Các bác mặc chung với cả áo mặc chung với cả quần kaki, quần jean, quần vải đều là rất là ok luôn. Những cái sản phẩm áo polo như này thì nó sẽ là những cái thiết kế áo có cổ, các bác mặc đi chơi đi làm nó rất là lịch sự nhã nhặn. Đây các bác có thể là coi kỹ một chút cận chất của sản phẩm này. Em này cũng là một sản phẩm còn rất là mới luôn. Và bên trên này thì sẽ là một cái phần in tên của thương hiệu ở bên trên. Đó, mã của sản phẩm sẽ là A214 này. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là một con áo với chất liệu thể thao, tông màu em này sẽ là tông màu ghi sáng. Mã sản phẩm sẽ là A215, chiều dài sản phẩm là 75 này, ngang là 58 và vai là 48. Size của em này sẽ là size XL. Với sản phẩm này thì quý anh chị cũng xung quanh khoảng là 70 đến 75kg thì mình có thể lựa chọn em này. Form dáng của sản phẩm sẽ là thiết kế form dáng suông. Em này là một sản phẩm đến từ thương hiệu Le Cap Sport. Đây là một thương hiệu của Mỹ. Các bác có thể là coi một kỹ một chút cái tem mác của sản phẩm. Và bên trên ngực áo thì chúng ta cũng có thiết kế một cái hình in ở đây. Nó cũng là tên sản phẩm được in ở bên trên. Và độ mới của này thì còn cực kỳ cao luôn. Tông màu cũng là tông màu dễ mặc dễ dùng. Đây là cái tông màu có cái độ sáng vừa phải để các bác chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta phối hợp với các cái trang phục khác nhau, đặc biệt là với cái chất liệu này các bác giặt giũ thoải mái này, không lo chất vải của mình bị ba bị nhão. Đó, mã sản phẩm sẽ là A215. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thiết kế áo tông màu xanh than. Em này thì sẽ là một thiết kế áo chấm bi này. Đó, một sản phẩm cũng rất là đẹp, nó cũng rất là nhẹ nhàng để cho quý chị có thể lựa mặc đi chơi đi làm. Đây là một dòng áo gốp này. Với cái sản phẩm này quý chị còn có thể sử dụng mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao luôn. Mã của mình sẽ là A216, chiều dài là 72, ngang là 52 và vai sẽ là 46,5. Size của sản phẩm sẽ là size L. Các bác từ 65 đến 70kg thì có thể yên tâm vừa vặn với sản phẩm này. Ở vị trí nào chúng ta yêu thích họa tiết chấm bi thì đây sẽ là cái sự lựa chọn cũng rất là hợp lý luôn. Chất liệu của mình thì sẽ là chất vải thể thao, cực kỳ mềm mịn thoáng mát này, độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Form dáng của này thì sẽ là thiết kế form suông, cũng rất là rộng rãi thoải mái cho mình. Mã sản phẩm sẽ là A216. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm áo polo với tông màu xanh than. Em này thì cái phần cổ áo nó sẽ là không có cúp đâu này. Đó, các bác chúng ta coi kỹ một chút cái phần cổ áo của em này. Một cái cổ áo thiết kế rất là thoải mái để cho mình mặc lên này. Mã sẽ là A217, chiều dài là 78, ngang là 55 và vai sẽ là 47. Size của em này sẽ là size XL. Các bác có cân nặng từ 70 đến 75kg thì có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Misinsa Standard. Đây cũng là một thương hiệu của Hàn Quốc luôn. Đây các bác có thể thấy thì tên thương hiệu sẽ là in ở bên trên cổ áo. Mã sản phẩm là A217, chất liệu cốt tông, một cái thiết kế cũng với form dáng suông này, dễ mặc dễ dùng. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Tông màu của em này sẽ là cái tông màu xanh rêu, cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta rất là yêu thích. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một sản phẩm áo polo tông màu kem. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà The North Face. Đây là một cái thương hiệu quá là quen thuộc với quý chị rồi, một thương hiệu đến từ Mỹ. Mã của sản phẩm sẽ là S218, chiều dài là 76, ngang là 55 và vai là 47. Em này cũng size XL luôn. Các bác chúng ta có cân nặng từ 70 đến 75kg thì có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Cái tông màu kem này là một cái tông màu quá là đơn giản basic để cho quý chị chúng ta có thể sử dụng rồi. Đây cũng là một trong những cái tông màu mà các bác chúng ta cũng rất là hay lựa chọn. Em này thì quý chị có thể sử dụng mình mặc hàng ngày ở nhà cũng như là mặc đi chơi đi làm rất là ok luôn. Mã của mình sẽ là A218 này. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo với tông màu vi. Em này thì cái tông màu nó sẽ tối hơn một chút.
Mã của mình sẽ là A219, chiều dài là 67, ngang là 53 và vai là 42. Sản phẩm có size lớn, một thiết kế đến từ thương hiệu Dennis Group, cũng là một con áo thể thao luôn. Bên trên ngực áo chúng ta có một cái thiết kế là thêu, đây sẽ là cái hình thêu tên của thương hiệu. Chất liệu thì các bác cũng chúng ta cũng có thể là coi cận chất luôn, em này sẽ là chất liệu thể thao. Độ mới thì rất là cao, với sản phẩm này thì chị chúng ta mặc đi chơi đi làm, mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đi đạp xe chạy bộ buổi sáng vô tư. Form giá quần này sẽ là cái thiết kế form suông này, các bác bụng to bụng bự một tí chúng ta vẫn bon chen thoải mái này. Với cái chất liệu này nó sẽ là có cái độ co giãn nhẹ, các bác mặc lên nó rất là dễ chịu và các bác cũng yên tâm là chúng ta giặt thoải mái, không lo bị bay bị xù. Đặc biệt là những cái chất liệu này nó sẽ là chất liệu không nhăn này đó, các bác mặc những cái sản phẩm như này rất là thích luôn. Mã của mình thì sẽ là A219 này. Quý chị chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Mỗi sản phẩm thì chúng ta có duy nhất một chiếc thôi. Tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm áo polo họa tiết kẻ ngang. Em này thì sẽ có mã là A220, chiều dài là 72, ngang là 54 và vai là 44. Sản phẩm có size L, các bác chúng ta từ 65 đến 70kg thì có thể là lựa chọn em này. Cũng là một cái sản phẩm với cái tông màu rất là dễ mặc, dễ dùng. Em này sẽ là một sản phẩm phối giữa tông màu trắng và tông màu xanh than. Ở cái tông màu của em này nó cũng rất là trẻ trung, năng động và cũng không kém phần là nhã nhặn lịch sự để các bác có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm luôn. Em này thì sẽ là một thiết kế đến từ nhà Motif. Đó, bên trên này thì sẽ là tem mác của thương hiệu. Mã sản phẩm là A220. Thông số thì quý chị chúng ta có thể là chủ động chúng ta theo dõi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Đó, các bác có thể là quan sát lại một lần nữa toàn bộ form giá của sản phẩm này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con áo tông màu xanh lá này. Em này thì sẽ là một cái sản phẩm rất là đẹp luôn. Bác nào chúng ta yêu thích cái tông màu sáng một chút thì lựa em này mặc rất là ok. Đây là một sản phẩm chính hãng của nhà Nike. Có cái dòng Golf này. Đó, cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu. Và mã của em này sẽ là A221, chiều dài là 76 và ngang sẽ là 55. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta từ 70 đến 75kg thì các bác có thể là lựa chọn này. Chất liệu của em này sẽ là chất vải thể thao, rất là mềm mịn này, cũng là một cái chất liệu có cái độ co giãn nhẹ. Ở chất vải cực kỳ đanh, cực kỳ mịn luôn, nên là các bác yên tâm chúng ta nhận hàng về chúng ta rất là ưng ý cái sản phẩm này. Có điều là cái form của em này nó sẽ là thiết kế form suông hơi rộng một chút, nên là bác nào chúng ta muốn mặc những cái form kiểu oversize, cái form nó rộng rãi thoải mái thì các bác chúng ta lựa em này, mặc em này đi chơi rất là thoải mái luôn. Mã của mình sẽ là A221 này, thiết kế suông trơn đơn giản, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Nike. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu đen. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo. Uniqlo là một cái thương hiệu mà có lẽ là không quá xa lạ gì với quý anh chị rồi. Các bác nào chúng ta thường xuyên theo dõi nhà sành đồ gì thì chúng ta cũng bắt gặp các cái sản phẩm đến từ thương hiệu này rất là nhiều luôn. Ở đây sẽ là một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản và thương hiệu này thì người ta rất là chú trọng đến cái mặt chất liệu cũng như là chất lượng sản phẩm, nên là những cái form dáng thiết kế của họ thì nó không theo trend, nó sẽ là những cái sản phẩm rất là thông dụng thường ngày thôi, để cho quý chị chúng ta có thể là sử dụng trong tất cả các cái trường hợp khác nhau. Đây, như cái sản phẩm này thì quý chị cũng có thể thấy thì em này sẽ là một cái sản phẩm áo rất là basic đơn giản, các bác có thể là mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm thì đều rất là ok. Mã của mình sẽ là A222, chiều dài sẽ là 66, ngang là 51 và vai là 44. Sản phẩm có size M, các bác từ 60 đến 65kg thì có thể lựa cho em này. Với cái thiết kế tông màu đen thì nó sẽ rất là dễ dàng để cho quý chị chúng ta phối đồ với các cái trang phục khác nhau. Màu đen thì nó là cái tông màu truyền thống rồi. Em này cũng là một cái sản phẩm có độ mới rất là cao, nên là các bác chúng ta yêu thích thì chúng ta tranh thủ chúng ta chốt đơn em này. Mã của mình sẽ là A222, chất vải cực kỳ dày dặn này, mặc lên form dáng chuẩn chỉnh cho quý chị. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu đỏ. Em này thì cũng là một cái thiết kế rất là nổi bật cho các bác để các bác mặc trong mùa hè năm nay. Một thiết kế đến từ thương hiệu Abercrombie & Fitch này. Đây cũng là một thương hiệu của Mỹ luôn. Ở cái tên thương hiệu này hơi dài, hơi khó đọc một tí. Các bác có thể là chúng ta tự mình chúng ta quan sát được cái thương cái tắc tem mác uy tín nó gắn ở bên trong. Đó, và mã của em này thì sẽ là A223, chiều dài là 73 và sau là 75, ngang là 50 và vai sẽ là 45. Size của em này sẽ là size L. Các bác chúng ta khoảng là 65 đến 70kg thì có thể lựa chọn em này. Lưu ý với quý chị một chút thì cái form của em này nó sẽ là một cái form hơi ôm, nên là bác nào muốn mặc cái form dáng gọn gàng thì lựa chọn cái em này chúng ta sử dụng. Và cái tông màu đỏ này các bác chúng ta mặc trong mùa hè rất là hợp luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm, cũng rất là dễ để cho mình có thể phối đồ. Đằng sau sẽ là thiết kế trơn này, và phía đằng trước thì chúng ta có một cái hình thêu logo của thương hiệu. Đây các bác có thể thấy cái thêu, hình thêu này rất là nét. Đó, và mã sản phẩm sẽ là A2
2023. Các nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể liên hệ trước đơn với nhà sản xuất. Những cái thiết kế áo nó sẽ là tay bo này, các bác mặc lên cực kỳ gọn gàng. Tiếp theo thì chúng ta đến với sản phẩm áo polo tông màu đen. Em này sẽ là một con áo cực kỳ chất lượng đến từ nhà Tommy, sản phẩm đến từ thương hiệu Tommy. Và cái sản phẩm này của mình nó sẽ là được gia công và sản xuất tại Cambodia này. Tommy thì cũng là một thương hiệu đến từ Mỹ luôn. Cái form dáng của em này thì sẽ là thiết kế form suông, và cái màu sắc của em này sẽ là tông màu đen. Các nào yêu thích những cái tông tối mỏng, những cái thiết kế tối giản thì các bác lựa em này mặc cực kỳ ok luôn. Các bác nhìn thì nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà cái form em này khi mà các bác mặc lên nó sẽ rất là nhã nhặn lịch sự. Và các bác lựa những cái sản phẩm như này mặc đi làm thì rất là ok rồi. Mã của mình sẽ là A224, chiều dài sẽ là 69, ngang là 52 và vai là 44. Size của sản phẩm sẽ là size L, quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg thì có thể lựa cho em này. Cái form của em này thì nó không quá rộng đâu, nên là các bác yên tâm là mặc lên nó cũng vẫn rất là gọn gàng cho mình. Còn chất liệu thì nhà dành được xin bao chất cho quý chị luôn. Đây cho các bác chúng ta coi cận chất sản phẩm này. Chất liệu mềm mịn, thoáng mát này, và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã của sản phẩm này sẽ là mã A224, một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Tommy. Tiếp theo sẽ là một con áo với cái tông màu huy sáng này. Em này thì sẽ có mã là A225, chiều dài là 70, ngang là 52 và vai sẽ là 48. Size của sản phẩm sẽ là size L. Sản phẩm này thì các bác từ 65 đến 70kg là chúng ta bon chen thoải mái luôn. Đây cũng là một sản phẩm đến từ nhà Le Cap, thương hiệu của Mỹ này. Ngực áo thì cũng có cho quý anh chị là một cái phần túi nhỏ này. Bên trên túi sẽ là một cái hình thêu tên của thương hiệu. Hình thêu còn cực kỳ nét luôn, nên là các bác yên tâm. Đây cũng là cái sản phẩm với độ mới rất là cao. Bác nào mà chúng ta yêu thích những cái tông sáng màu một chút thì các bác có thể lựa chọn em này. Những cái thiết kế tông màu huy sáng như này nó sẽ là những cái sản phẩm rất là trẻ trung và cũng rất là nhã nhặn lịch sự để các bác chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Chất liệu của mình cũng là cái chất vải cốt tông, thấm hút mồ hôi rất là tốt này. Mã sẽ là A225. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo với tông màu đỏ mận. Em này thì cho các bác chúng ta coi kỹ một chút cái phần cổ này. Nó sẽ không phải là cái thiết kế cổ giống cổ áo polo, mà em này nó sẽ là kiểu cái áo cổ tàu. Đây cũng là một sản phẩm đến từ nhà Top Ten luôn, một thương hiệu của Hồng Kông. Nó sẽ là thương hiệu nội địa của Hồng Kông. Mã của mình sẽ là A226, chiều dài là 77 này và sau là 80, ngang là 52 và vai là 47. Size của này sẽ là size L. Các bác chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg thì có thể là lựa chọn em này. Form dáng của mình sẽ là form suông hơi ôm một chút, nó không quá rộng mà cũng không quá ôm lên, một cái form rất là vừa phải. Nhưng mà phải lưu ý với quý chị một chút về cái chiều dài của sản phẩm. Các bác chúng ta cân nhắc, bác nào mà muốn mặc cái form dáng nó dài một chút thì có thể lựa chọn em này. Mã của mình sẽ là A226 này, một thiết kế suông trơn với tông màu đỏ mận. Và lưu ý với quý chị là cái cổ áo của mình sẽ là thiết kế cổ tàu, nó sẽ là cái phần cổ áo mặc rất là trẻ trung và cũng rất là nhã nhặn cho mình. Mã A226. Rồi tiếp theo thì sẽ là một con áo với tông màu vàng chanh. Em này thì cái cổ của nó sẽ là màu cam này, và cũng có những cái họa tiết kẻ ở đây. Mã sản phẩm là A227, chiều dài là 71, ngang là 55 và vai là 48. Size L dành cho các bác từ 65 đến 70kg thì cũng có thể là lựa chọn em này luôn. Cho quý chị chúng ta coi cận chất này. Chất liệu của nó sẽ là cái kiểu chất vải lỗ như này, để các bác chúng ta mặc trong mùa hè năm nay thì nó sẽ rất là thông thoáng. Cái mặt sau của nó là cũng thiết kế chất vải như vậy luôn. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Fila. Cái phần tác nó hơi che một chút, hy vọng là quý chị chúng ta cũng có thể thấy rõ này. Fila thì là một thương hiệu của Italia. Để các bác có thể là coi lại một lần nữa cái form dáng của sản phẩm. Bác nào mà yêu thích những cái tông dáng màu, những cái màu sắc nó trẻ trung năng động thì các bác có thể là cân nhắc lựa chọn em này. Bên trên ngực áo sẽ là một cái túi và toàn bộ cái chữ cũng như là hình ảnh ở trên túi nó đều là hình thêu hết, nên là cái chất lượng của nó rất là cao. Và cái form dáng của mình cũng là thiết kế form dáng suông luôn. Độ mới thì phải nói là còn như mới, nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm chúng ta lựa chọn em này. Mã sản phẩm sẽ là A227, một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Fila. Tiếp theo sẽ là một con áo với tông màu cam, nó sẽ là cái tông màu cam nhạt thôi. Mã của mình sẽ là A228, chiều dài là 74, ngang là 50 và vai là 45. Size L các bác từ 65 đến 70kg là có thể lựa chọn em này. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Polo Vera Lauren này. Ở đây bên trên cái phần tác của em này thì cũng có luôn cái thông số về chất liệu của sản phẩm này, 100% là cốt tông, nên là các bác chúng ta yên tâm với cái chất liệu này, các bác chúng ta mặc thoải mái dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi của nó cũng rất là tốt để quý chị chúng ta lựa chọn mình mặc trong cái thời tiết mùa hè năm nay. Em này thì lại có
còn đến từ nhà Polo nữa. Đây là một cái thương hiệu rất là lâu đời, chuyên về những cái dòng sản phẩm rất là chất lượng. Đó, còn mã của sản phẩm này sẽ là A228 này. Quý chị nào chúng ta yêu thích cái tông màu cam này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Các bạn yên tâm, đây sẽ là cái sản phẩm mà quý chị chúng ta rất là dễ sử dụng và cũng rất là dễ để phối hợp với các cái trang phục khác nhau. Đó, màu sắc của nó thì nó cũng không quá bị chói đâu, nên là mình cũng yên tâm mình sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A228. Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm tông màu xanh than. Em này của chúng ta thì cũng đến từ nhà Top Ten luôn. Ngày hôm nay chúng ta gặp rất là nhiều các cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu này. Mã của sản phẩm là mã của cái sản phẩm này sẽ là A229, chiều dài là 67, ngang là 46 và vai là 41. Sản phẩm có size M dành cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg thì các bạn có thể lựa chọn em này. Form dáng của em này sẽ là hơi ôm một chút này. Cái một cái sản phẩm cũng rất là trẻ trung năng động để cho quý chị chúng ta lựa mình mặc đi chơi đi làm. Cổ áo và tay áo nó sẽ kiểu là match với nhau. Đó, các bạn chúng ta có thể là coi kỹ một chút các cái chi tiết cũng như là cái form dáng của sản phẩm. Chất liệu của em này sẽ là chất vải cốt tông cho quý chị chúng ta coi cận chất sản phẩm luôn. Đó, còn cái tông màu này sẽ là cái tông màu rất là dễ mặc dễ dùng rồi. Xanh than thì cũng là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta lựa chọn sử dụng rất là nhiều. Mã của sản phẩm này sẽ là A229 này, độ mới thì cũng còn khá là cao. Nên là bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế đến từ nhà Henry Brown. Và cái tông màu của em này sẽ là tông màu trắng phối với cả xanh lá này. Ngực áo thì sẽ có cho quý chị một cái túi vuông nhỏ, và bên cạnh này sẽ là một cái tag cao su đến từ thương hiệu. Có một cái sản phẩm rất là chất lượng luôn. Cái chất liệu của em này thì sẽ là cái chất vải, nó sẽ là có cái độ dày vừa phải, và nó sẽ là một cái sản phẩm, nó sẽ là cái chất vải mà quý chị chúng ta mặc lên nó sẽ rất là thoáng luôn. Đây, các bác có thể là coi cận chất của sản phẩm một lần nữa này. Một con áo với cái form dáng nó rất là chuẩn chỉnh cho mình. Mã A230, và cái thiết kế của em này nó sẽ là cái thiết kế kẻ sọc. Và thông số của sản phẩm như sau: chiều dài là 68 này, ngang là 50 và vai là 46, size M dành cho quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa cho em này. Đây là một cái sản phẩm hết sức là trẻ trung năng động luôn. Đó, các bác chúng ta có thể là tự mình chúng ta quan sát một chút form dáng cũng như là các cái thiết kế chi tiết của sản phẩm này. Độ mới thì cực kỳ cao nên là các bác chúng ta yên tâm chúng ta lựa chọn. Rồi, sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo đến từ nhà Uniqlo. Đây, các bác có thể thấy bên trên này sẽ là tên thương hiệu cũng như là logo của thương hiệu được gắn ở bên trên. Mã sản phẩm là A231, chiều dài là 65, ngang là 45 và vai sẽ là 41. Size S này, với sản phẩm này thì quý chị chúng ta khoảng là 55 đến 60kg thì có thể lựa chọn em này. Em này độ mới cực kỳ cao luôn, một con áo chính hãng đến từ nhà Uniqlo. Chất liệu của mình cũng là cái chất vải cốt tông này, độ dày dặn vừa phải để vừa đảm bảo cho các bác là chúng ta lên form dáng nó đẹp. Với cái thứ hai nữa là mặc trong mùa hè nó lại rất là mát mẻ, thấm hút mồ hôi tốt. Tay áo thì sẽ là có đường bo viền này, các bác mặc lên cực kỳ là gọn gàng. Đó, và phải nhấn mạnh một lần nữa cái form của em này nó sẽ là hơi ôm một chút, nên là bác nào muốn mặc những cái form dáng gọn gàng lịch sự trẻ trung thì lựa em này rất là ok luôn. Một thiết kế đến từ nhà Uniqlo với mã là A231. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo tông màu đen này. Em này sẽ là chất liệu thể thao. Đây sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Kiwit cho quý chị chúng ta coi. Thì ở bên trên ngực áo sẽ là một cái hình thêu tên của thương hiệu cũng như là logo của thương hiệu này. Mã sản phẩm là A232, chiều dài là 65, ngang là 49 và vai là 43. Sản phẩm có size M. Với sản phẩm này các bác từ 60 đến 65kg là có thể lựa chọn rồi. Bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của Kiwit này, một thương hiệu cũng đến từ Mỹ luôn. Tông màu của mình thì sẽ là thiết kế tông màu đen. Chất liệu em này sẽ là chất vải thể thao co giãn tốt này, mặc cực kỳ mát và độ thấm hút mồ hôi rất là ok. Các bác lựa em này chúng ta không những là mặc hàng ngày, mình mặc đi tập luyện thể dục thể thao cũng rất là ok luôn. Để cho các bác chúng ta coi kỹ một chút cái phần cổ áo này, thiết kế cũng rất là hay ho. Đó, và độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao. Bác nào mà chúng ta yêu thích những cái phong cách tối giản, đơn giản nhẹ nhàng thì có thể là lựa chọn cái em này. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm tông màu tím này. Em này thì sẽ có mã là A233, chiều dài là 68 này và sau là 70, ngang là 45 và vai sẽ là 39. Size M dành cho quý chị từ 60 đến 65kg thì có thể lựa chọn em này. Form dáng của mình sẽ là cái thiết kế form dáng ôm, chất vải là chất liệu cốt tông. Một thiết kế đến từ thương hiệu Donnay. Đây là một thương hiệu ra đời năm 1910 và chuyên về các cái dòng hàng thể thao. Đó, các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ.
quý chị có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng cũng như là các cái họa tiết chi tiết ở bên trên sản phẩm. Mã của em này sẽ là A233. Các bác nào chúng ta yêu thích tông màu tím thì cũng có thể là lựa chọn cái sản phẩm này. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này thì sẽ có mã là A234, chiều dài là 67, ngang là 50 và vai sẽ là 43, size M. Các bác chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg thì có thể lựa chọn em này. Đây là một cái sản phẩm với độ mới cực kỳ cao này, chất liệu thì rất là ok, chất liệu mềm mịn này, độ dày vừa phải và nó sẽ là một cái sản phẩm mặc lên rất là thoải mái, dễ chịu để các bác chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Với tông màu xanh than thì nó sẽ là cái tông màu trung tính, rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mã của em này sẽ là A234. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà xanh Đồ Xin. Một quần áo rất là đẹp luôn, đảm bảo với quý chị là các bác nhận hàng về chúng ta rất là ưng ý cái em này. Tiếp theo thì chúng ta đến với một sản phẩm cũng với tông màu xanh than. Em này thì sẽ là một sản phẩm có cái độ dày dặn hơn một chút này, và cái sản phẩm của mình sẽ đến từ nhà Polham T-shirt. Đây là một thương hiệu của Hàn Quốc với mã là A235, chiều dài là 72, ngang là 48 và vai là 44. Size của này sẽ là size M. Các bác chúng ta từ 60 đến 65kg thì có thể là lựa chọn em này. Một cái thiết kế cũng rất là lịch sự để quý chị có thể lựa chọn mình mặc đi chơi đi làm. Đó, các bác có thể là coi kỹ một chút cái form dáng cũng như là cái thiết kế của sản phẩm. Nhìn chung thì em này nó sẽ là một sản phẩm rất là cơ bản basic thôi. Các bác chúng ta cũng không cần phải quá lăn tăn khi mà lựa chọn cái em này, vì nó là một cái sản phẩm rất là dễ mặc dễ dùng. Toàn bộ cái phần cúc ở đây của mình này đều có in tên của thương hiệu Polham ở bên trên. Đó, để cho các bác thấy rằng là các cái sản phẩm của mình nó đều là hàng chính hãng hết, thiết kế rất là cẩn thận tỉ mỉ. Mã của này sẽ là A235 và toàn bộ các sản phẩm sẽ là được sale đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, mặc dù là đều là hàng mới về hết nhưng mà nhà sành Đồ Xin để chung giá cho quý chị chúng ta dễ lựa chọn. Và các bác mua hai sản phẩm thì giá chỉ còn là 300k và toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc hết. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo tông màu xanh than đến từ nhà Wilson, một thương hiệu của Mỹ, và mã sẽ là A236, chiều dài là 75, ngang là 53 và vai là 48. Em này có size L dành cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg thì các bác có thể lựa chọn em này. Thiết kế cũng rất là trẻ trung, nó sẽ là một cái phong cách thể thao này, và cái tông màu của em này cũng là cái tông màu rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Toàn bộ các cái thiết kế chữ cũng như là các cái phần họa tiết ở bên trên nó sẽ là hình in, nhưng mà các bác yên tâm là cái chất lượng in của nó rất là tốt này, các bác không bao giờ lo là cái phần in này nó bị bong chóc đâu. Đây sẽ là cái tên của thương hiệu được in ở bên trên cái phần vai áo này. Mã sẽ là A236, một sản phẩm áo với độ mới cũng còn rất là cao. Bác nào chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Xin. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo của nhà Chess Club. Đây sẽ là một sản phẩm có mã là A237, chiều dài sẽ là 73, ngang là 52 và vai là 45, size L. Các bác từ 65 đến 70kg là có thể lựa chọn em này. Cũng là một con áo thể thao luôn, rất là trẻ trung, với thiết kế tông màu xanh than pha với cả tông màu ghi này, độ mới thì rất là cao. Chất liệu bên này cũng là cái chất liệu thun thể thao có độ co giãn nhẹ này, những cái chất liệu như này các bác mặc trong mùa hè cực kỳ mát, với độ thấm hút mồ hôi của em nó cũng rất là tốt này. Các bác chúng ta yêu thích những cái tông màu xanh than, những cái tông màu trung tính thì các bác lựa ngay cái sản phẩm này, đảm bảo là các bác về các bác cực kỳ ưng ý này. Mã của mình sẽ là A237, một thiết kế của nhà Chess Club Sport. Đó, tiếp theo chúng ta cùng đến với một con áo tông màu đen. Em này thì sẽ là một sản phẩm của nhà Uniqlo, một con áo rất là basic đơn giản với thiết kế tông màu đen suông trơn luôn. Mã của mình sẽ là A238, chiều dài là 74, ngang là 54 và vai là 46. Size của sản phẩm là size L. Các bác từ 65 đến 70kg thì có thể lựa chọn em này. Thiết kế form suông này, các bác nào bụng hơi to một tí chúng ta lựa em này mặc cũng rất là thoải mái dễ chịu. Cái tông màu đen thì nó là cái tông màu truyền thống rồi, các bác có thể là phối chung với tất cả các cái trang phục khác nhau. Và mã của mình sẽ là A238, một thiết kế chính hãng đến từ nhà Uniqlo. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo tông màu ghi. Em này thì sẽ là một sản phẩm áo đến từ nhà Uteru, mã A239 này, chiều dài là 71, ngang là 56 và vai là 50. Với sản phẩm này thì nó sẽ có size XL. Size của em này sẽ là size L. Đó, các bác chúng ta từ 65 đến 70kg là có thể lựa chọn em này. Một thiết kế cũng rất là cơ bản basic để các bác chúng ta lựa mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Cái phần ngực áo thì sẽ có thiết kế cho quý anh chị một cái túi vuông nhỏ này. Chất liệu của mình cũng là cái chất vải mềm mịn có độ co giãn nhẹ để quý anh chị chúng ta mặc lên nó thoải mái dễ chịu. Bên trên này thì sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Độ mới của sản phẩm thì cũng còn rất là cao. Mã của mình sẽ là A239 này. Quý anh chị có thể là coi lại một lần nữa và bộ cái form dáng của sản phẩm.
phẩm. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì cũng là một con áo với tông màu đen luôn, thiết kế đến từ nhà Uniqlo. Cái phần cổ áo nó sẽ là cái thiết kế tông màu ghi. Mã của mình sẽ là A240, chiều dài là 64, ngang là 53 và vai sẽ là 46,5. Sản phẩm có size S, quý chị chúng ta xung quanh khoảng từ 55 đến 60 kg là các bác có thể vừa vặn với cái sản phẩm này. Em này thiết kế rất là nhã nhặn lịch sự luôn, nên là quý chị có thể sử dụng mình mặc đi chơi đi làm. Chất liệu thì dày dặn này, lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình, và cái độ thấm hút mồ hôi của cái chất liệu em này cũng rất là đảm bảo, nên là các bác chúng ta cũng yên tâm chúng ta lựa chọn mã A240. Tiếp theo chúng ta cùng đến với mã A241, sẽ là một sản phẩm với tông màu xanh than. Em này cũng đến từ nhà Uniqlo luôn, và thông số của sản phẩm như sau: chiều dài là 66, ngang là 52 và vai sẽ là 44,5. Size của sản phẩm sẽ là size M. Các bác từ 60 đến 65 kg là có thể lựa cho em này. Ngực áo thì cũng có thiết kế cho quý chị một cái túi vuông nhỏ này. Độ mới thì còn rất là cao. Các bác có thể là coi kỹ một chút cái phần cổ áo này, thiết kế rất là nhã nhặn lịch sự cho mình. Mã sản phẩm sẽ là A241. Các bác yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Rồi tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm áo tông màu xanh than, và em này thì sẽ là họa tiết kẻ ngang. Mã của mình sẽ là A242, chiều dài là 64, ngang là 54,5 và vai là 48. Size M, các bác chúng ta từ khoảng là 60 đến 65 kg là có thể lựa chọn em này. Form dáng em này sẽ là form suông, nó sẽ rất là dễ mặc, dễ dùng thôi. Và đặc biệt là với tông màu xanh than và họa tiết kẻ ngang, nó sẽ là một cái sản phẩm cực kỳ trẻ trung, năng động để cho quý chị chúng ta sử dụng. Bên trên này tag mark đã cho quý chị chúng ta biết về cái chất liệu sản phẩm rồi đây. Nó sẽ là 100% chất liệu cốt tông. Mã của mình sẽ là A242 này, độ mới rất là cao. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì cũng nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo tông màu cam này. Cho bác nào chúng ta yêu thích những cái tông màu rực rỡ, những cái tông màu nổi bật một chút thì có thể lựa chọn ngay cho mình cái sản phẩm này. Mã quần này sẽ là A243, chiều dài là 62 và sau là 64, ngang là 51 và vai sẽ là 42. Sản phẩm có size S, với cái size của em này thì các bác chúng ta xung quanh khoảng 60 kg là các bác có thể là mặc vừa rồi. Chất liệu thì rất là dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh, nên là quý chị chúng ta cũng yên tâm. Đây là một sản phẩm đến từ nhà Uniqlo luôn, độ mới thì còn rất là cao. Mã của mình sẽ là A243. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm áo tông màu xanh than. Em này thì sẽ có cho quý chị là cái họa tiết kẻ ô vuông. Mã sản phẩm là A244, chiều dài là 71, ngang là 53 và vai sẽ là 45. Size L này, các bác chúng ta từ 65 đến 70 kg thì yên tâm lựa em này mặc cực kỳ nhã nhặn lịch sự luôn. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Van Hensen. Đây là một thương hiệu của Mỹ này. Cái phần tên thương hiệu nó in ở bên trên cổ áo, tuy nhiên là hơi mờ một chút, nhưng mà đây cũng không phải là một cái vấn đề gì nó quá lớn cả. Cái phần in nó hơi mờ thôi, chứ còn cái sản phẩm của mình nó độ mới nó cực kỳ cao, nên là các bác chúng ta cũng yên tâm là chúng ta lựa chọn cái sản phẩm này, mình về mình sử dụng, mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã của em này sẽ là A244 này, thiết kế rất là dễ mặc, dễ dùng và dễ phối đồ luôn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo tông màu xanh nhạt. Em này thì sẽ còn mã là A245, chiều dài là 61, ngang là 50 và vai sẽ là 45. Size S cho quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60 kg thì các bác có thể lựa chọn em này. Chất liệu của em này nó sẽ là cái chất vải rất là mỏng nhẹ thôi, mặc trong mùa hè thì sẽ rất là ok, cực kỳ là mát. Và bên trên này sẽ là tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã sản phẩm sẽ là A245. Các bác có thể là coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo tông màu đen với họa tiết kẻ ngang. Mã sản phẩm là A246, chiều dài là 66 này và sau là 69, ngang là 58 và vai là 50. Size L các bác từ khoảng 65 đến 70 kg thì có thể lựa chọn em này. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form dáng suông, chất vải cốt tông mềm mịn này và độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Đó sẽ là một cái sản phẩm rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Mã sản phẩm sẽ là A246. Bác nào chúng ta yêu thích những cái tông tối màu thì có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một con áo tông màu đen luôn, và đây cũng là một sản phẩm đến từ nhà Uniqlo, thương hiệu của Nhật Bản. Mã của mình sẽ là A247, chiều dài là 68 này, ngang là 54 và vai là 45. Size L dành cho quý chị chúng ta từ 65 đến 70 kg luôn. Thông số thì các bác có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình. Em này thì sẽ là một cái thiết kế suông trơn đơn giản. Quý chị nào chúng ta yêu thích những cái sản phẩm tối giản nhẹ nhàng thì các bác lựa em này mặc sẽ rất là ok. Một sản phẩm chính hãng đến từ nhà Uniqlo với mã là A247.
Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo tông màu đen, nhưng mà được cái là nó sẽ là họa tiết kẻ caro. Và cái với những cái họa tiết, những cái sản phẩm có họa tiết một chút thì nó sẽ là những cái sản phẩm trẻ trung hơn rất là nhiều. Em này thì sẽ có mã là A248 này, chiều dài là 73, ngang là 55 và vai là 52. Sản phẩm này cũng có size L luôn, nên là các bác nào chúng ta yêu thích và vừa vặn với sản phẩm này thì có thể là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Một sản phẩm áo mà các bác cũng có thể là lựa mình mặc đi chơi đi làm rất là ok, mã A248, độ mới thì còn rất là cao. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một sản phẩm đến từ thương hiệu Golden Beer. Đây là một thương hiệu của Mỹ, mã sản phẩm là A249, chiều dài là 67 và ngang sẽ là 50, size M cho quý chị chúng ta từ 60 đến 65 kg. Có thể lựa cho em này thiết kế tông màu xanh than, là một cái tông tối màu. Ngoài ra thì bên trên ngực áo sẽ là một hình in, xin lỗi quý chị, nó sẽ là hình thêu logo của thương hiệu. Ngực áo thì sẽ có cho quý chị là hai cái đường kẻ với cái tông màu xanh lá. Mã của mình sẽ là A249 này, một thiết kế chính hãng đến từ nhà Golden Beer với cái độ mới rất là cao. Quý chị chúng ta yêu thích những cái sản phẩm trẻ trung một chút thì có thể là lựa chọn ngay cái sản phẩm này. Đây sẽ là cái thiết kế cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhân dây Lucy sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.